Thưa quý vị, Bộ Công an đã ban hành thông tư số 65/2020 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính của cảnh sát giao thông. Một trong những nội dung đáng chú ý của thông tư này là quy định lại về các trường hợp cảnh sát giao thông được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát. Theo đó, thông tư 65 chỉ còn nêu 4 trường hợp thay vì 5 trường hợp. Trực tiếp phát hiện và thông qua phương tiện, thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ, phát hiện, ghi thu được các hành vi vi phạm về giao thông và các hành vi vi phạm khác, thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của tổ chức cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông. Có văn bản đề nghị của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra, văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát, phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong đó, văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian tuyến đường phương tiện giao thông dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 5 tháng 8 năm 2020.